Rồi, hôm nay Phò sẽ đi mua xe cho bạn Phò. Xe cho con bạn Phò. Mới lớn lên là phải mua xe bạn ơi, để đi học nha bạn. Thì chiếc xe hôm nay kiếm là chiếc xe, một là xe mới hay là xe cũ thì chưa biết. Thì Phò đang hẹn cái anh mà bán xe bên mà bán xe cho Phò lúc trước á ra. Chưa thấy ảnh. Cái anh xe bên đang bận khách. Thứ bảy này đông quá bạn ơi. Tấm bạn hôm nay rất là đông. Cuối tuần thì đông lắm. Bây giờ Phò sẽ đi ra cho bạn xem, cho bạn Phò xem những xe mới trước nha bạn. Wow, một lô đẹp quá tí. Một lô rồi tí. Look. Man. Lô đẹp quá ha. Ha. Công nhận Toyota 25 đẹp thiệt. Camry đẹp thiệt. Không gì hết bạn ơi. Xe kết nè, rất đẹp. Bánh đen luôn nè. Chiếc này nhiêu? Chiếc này cũng đợi 35. Cái giá gốc nó 37, 30 ngày 700 thôi. Nó sẽ cộng 2.000 đồng tiền add-on vô, cộng tiền delivery ra 35.000, cộng thuế là 37.500 các bạn, coi đó nha bạn. Thì chưa trả giá đó. Cái này SC nè tí. SC nè tí. Đẹp không? Hai bô tí. Có hai bô đen nè. Hai bô đen option nha. Option nè các bạn. Có rear diffuser rất đẹp. Nè, nãy Phong có chiếc này nè tí. Zia Anisic nè tí. Phong đang có chiếc này nè. Chiếc này mới hả? À, Zia Anisic. Chiếc đâu thấy chip già nè. Không, nó sẽ ra là khác nữa. Xe nó không mở cửa, mà lô đẹp quá. Cho tôi thấy màu mày trang lịch chứ. Mà nào thì mà nấu được chứ. Nè, coi này tí, không mới không nè. Đây, coi chứ đi. Nè, cái Prius đi. Nó thích chiếc Prius đẹp nè. Prius đẹp nè, chứ sao. Chứ này là đậm mà, 30-40 cũng dễ nữa. Thấy đẹp không? Thấy xe máy đẹp không? Ngon lành, blue ngầu với sợ luôn. Còn chiếc nào LE, có LE không? Là quậy, là chỗ khu này là xe mới không á. Trời ơi, bán chạy quá nha. Ui, chiếc nào đẹp quá. Bánh rất đẹp luôn bạn. View đẹp kinh khủng. Chiếc này nhiêu? Chiếc này nhiêu? 40.000, 40.000 mấy, 46.000 mấy, dễ sợ. Có spoiler luôn nè. SSI, đẹp dễ sợ. Đẹp quá. Màu đỏ là tí, ngầu tí. Chú, xe ngầu với sợ. Camry làm giờ xe phải là quá đẹp luôn. Không chê đâu được. Hồi xưa là Ford không thích Camry lắm. Mẫu mã nó già, nhìn có vẻ lớn tuổi. Mà bây giờ thì quá đẹp. Mà được không? Mà nó gì đây? Nắng không thấy rõ. Mà nó gì ta? Ray Metallic hay gì? Phải không? Nó đầy màu đây nè. Nhìn cái màu đây. Màu gì? Thấy đường green đâu phải green ray một lúc tí màu xám chứ hả màu lạ quá ha dạng màu xám các bạn thằng này là LE nè tí nhưng mà thằng này thì màu đỏ thì trai bạn mình không thích LE nè tí màu đỏ thì trai bạn mình không thích SE đẹp quá trời đẹp xe đẹp kinh khủng mê luôn. Nè. Công nhận xe mới nhìn mê thiệt. Thấy đẹp không? Sao không có xe nào mở cửa chân á, phải lấy chìa khóa nhưng mà cái anh bạn anh đang bận rồi, cái anh bạn bán xe đang bận. Đầu đẹp quá ha. Headlight nhìn rất đẹp nha bạn. Tua rêu nhìn ngầu không? Wow, cool. Cái best black cao luôn. Beautiful. Quá đẹp quá đẹp. Round. Đây là truck. Thứ bảy thì weekend thì hơi đông thành ra anh bạn anh bận. Anh đang có khách gọi anh rồi mà anh không có khách. Muốn đi qua coi thử xe view không? Hả? Đi qua coi xe view thử không? Bên đó. Bên kia kìa. View hả? À, thì muốn coi thử sơ cho biết. Thì chờ cái anh xem anh đi, giờ đâu có biết anh đang bận cái gì chừng nào. Qua coi xe view thử kìa. Mua cho con trai mới lớn thì xe cũ rồi xe mới được giá nào được thì mua bạn ơi. Không biết không cần nhất thiết phải xe nào. Nhưng mà xe cũ của thằng Camry rất là mắc. Giá nó gần bằng xe mới bạn, rất mắc. Tiền chấm lời sẽ cao, nếu bạn mua finance thì chấm lời sẽ cao. Xe cũ 2 3 năm là giá gần bằng xe mới. Ford thì với Ford thì Ford mua xe mới. Là xe cũ giá cao lắm. Prius đẹp
Xe điện ra tí, xe điện Toyota này. Xe điện à? À xe điện á. Đẹp không? Cái này xe điện à? Đúng rồi. Này hybrid. Này điện nè. Ồ màu đẹp quá ha. Màu gô đẹp quá ha. Chú. Cái công nhận Toyota làm xe xuất sắc mọi người, đẹp. Xe điện nó mắc không ta? Ừ. Mắc không? Cũng mắc lại ra nè, coi giá nè, tùy theo cái model thôi. Không biết nó có cho tiền à. 7,5 triệu giống Tesla không? Không thấy giá. Giá đâu ta? Thấy giá không tí? Hả? Thấy giá không? Nè bên đây xe cũ nè tí. Xe cũ đây nè. Nè xe cũ đây nè tí, ra coi thấy không? Đây nè, coi thấy. Xe cũ quá trời nè. Đông dễ sợ mọi người. Quýt kèn họ mua xe giống như hội. Quá đã luôn. Màu cam ngầu chứ sao. CRD Pro Sina nè. Hybrid van nè bạn. Này là bên xe cũ. Đây Camry nè. Camry cũ SE nè. Không biết cái đề giá không. Không biết cái đề giá không nè. Cái này cái người bán xe là họ không đề giá, họ phải mình phải vô chỗ mình coi giá, phải hỏi giá. Đây là xe cũ rồi bạn, cũ mới vẫn đẹp chân á. Cái này nhiêu đây? Camry 24 nè, 29,000 mau, họ không đề giá. Wow, SE. LV đây nè, cũng đẹp ha. SC chứ này đẹp. Nó machine wheel quá đẹp. Đây mở cửa, chứ này mở cửa. Oh, đây, này để coi năm mấy nha, phải coi năm mấy nha. Chưa thấy năm, nào ta. Để coi thấy năm mấy. Không thấy năm ta, ở đây nè, 24. 24 nha bạn. 24 đẹp ha. Đây. Xe này là có option để ride nha. Cái shifter đẹp không? Màn display kìa. Cái wheel được bọc da synthetic các bạn. Ở đây là da synthetic nha bạn. Cũng rất đẹp. Còn mới nè. Mới giá bao nhiêu? Xe certified bạn ơi. 2024 không đề giá. 12,000 mau, họ chứ 12,000 mau. Chà, cái này mắc lắm không dẫn đâu. SE. Đẹp quá. Đời cũ cũng đẹp, đời mới cũng đẹp chứ sao không đẹp. Ăn thua là ăn thua mình mua cái nào đúng giá mình thôi. Đằng sau cũng rất rộng. Đằng sau rất rộng mọi người. Đẹp nha. Cái màu này khá thích đẹp phải không? Ở trong đen phải không? Ừ. Ủa, cái gì được rồi, anh trai chạy ngon lành, mong biết là giá em hay không? Cái bảo đảm mày chiếc này cũng 20,000, 45,000 không rẻ, ít nhất, ít lít. Đây, nút căn bản. Đông dễ sợ chưa? Thì Ford đi vô gặp cái anh bán xe. Anh này kỳ Ford có dắt bạn lên mua xe rồi. Thì anh này giá cả cũng được mà cũng dễ thương. Phong thích anh này, bây giờ Phong kiếm đến này. Mua chiếc xe ở Mỹ cũng cực khổ nha bạn. Phải trả giá mất thời gian các bạn. Không có phải là đơn giản. Nếu bạn mua mà không cần trả giá thì lẻ lắm. Mà ai mua cũng phải trả giá, đâm lên hơi lâu. Rồi. Giờ tới dưới phòng quánh nè. Rồi, bây giờ Phong với lại bạn Phong đi test drive bạn ơi, lái thử chiếc xe nha. Anh bạn bán xe đưa cho chiếc xe SE 2025 Camry để coi chạy như thế nào nha, trước khi quyết định nha. Xe quá trời ha. À, anh bạn thích chiếc này à? Chiếc 86, Gia 86. Which one buddy? Julius, which one?
It's a nice color. Alright, so giờ mình thử chiếc này nha bạn. Chiếc này có giá là tổng cộng là 37 ngàn nha. Chiếc này cái giá nó là 31 ngàn cộng với là option. You wanna go with us? No. Sure? I'm busy. Alright, yeah. Rồi giờ vô thử xe bạn ơi. Vô thử chiếc xe này nha. Mở cái AC tí nóng đi. Hè tới sắp nóng mang luôn. Đó bây giờ là hai đứa mình đi thử xe bạn ơi. SE hả? SE, cái pedal là bằng aluminum nha bạn. Rất là sang nha. Trên xe này rất đẹp nha. Làm xịn sò. Cũng soft touch nha bạn. Dashboard cũng soft touch, không phải cứng lắm. Cái shifter rất là cưng luôn nè. Máy lạnh của Toyota thì khỏi bàn nha bạn. Rất là xịn sò. Đây, gom với mấy cái van. Từ từ tí. Đừng manh động quá tí. Cũng dữ ha, mạnh ha. Cứ đâu? Lâm đầu thì cứ ngắt vậy. Đi bên kia kìa. Lâm quay hả? Lâm quay được không? Lâm quay đi, Lâm quay đi. Sao nó kẹt đây ta? À, Lâm quay, Lâm quay ok mà. Từ từ. Đây bây giờ mình ra phía quay chạy mọi người. Xe rất là giọt nha bạn. Từ từ. Từ từ, từ nó cho kìa, nó cho kìa. Rồi lên luôn tí, từ từ, tiếp theo. Từ từ, từ tí. Mở xin nhanh đi, xin đi. Đông quá bạn ơi, xe là kẹt cứ ngắt ra dần nè. Quá trời xe không biết. Ở trong là ghế đen nha bạn, ở trong màu đen nha. Nút hô. Cái này là mấy cái chế độ lái nè. Sport Normal Eco. Ở đây có đồ wireless charge. Rất là ngon lành, rất xịn sò. Đây. Rồi, lên tiêu quay bạn ơi. Tiêu quay Mỹ rất rộng rãi nha. Chứ muốn feel cái power thì để qua sport thử đi, feel cái power đi. Lấy maximum luôn. Tôi đang ở chế độ eco tí. Quay. Chuyển qua cái mode đi. Đây là normal thì tôi chuyển rồi. Normal nè, sport nè. Đó, giờ siêu sport nè, đây là sport nè bạn. Đây là sport nè. Ngon lành với xe. Ồ, đường xá rộng rãi mà còn kẹt xe cũng đóng đây nè. Hôm nay làm nghe nói quýt chạy mà làm gì đóng người ta. Đi chơi hả? Bà con đi chơi sao ta? Dạ bạn, đường đẹp không? Rộng rãi không? Với xe 4, 5 len muốn gì nữa. 5 len. 9 ghê đi. Nhặt một tiếng ghế đi. Ở đây có xe đấm gì bạn, cửa sổ trời nè. Ngon lành, dễ sợ luôn. Ở trên headliner là màu đen nha. Xịn sò. Cái door panel thì có metal trim nè. Ở đây là upper fabric. Khác cái bánh xe thôi hay khác gì nữa? Khá nhiều chứ, nghĩ nó khác nhiều chứ. Khác mấy trong đây luôn hả? Khác chứ, khác chứ, nó khác mình siêu đồ khác chứ. Xịn sò hơn chứ. Thêm 3.000 mà. 3.000 đồng mà. Nè, cái này là nè aluminum pedal nè, cái kia là loại thường. Cái kia là plastic thôi. Mình bỏ thêm 3.000 cũng nhiều thứ lắm bạn. Tại Ford chưa có compare được. Ford chưa thấy được thằng LV với thằng này nó khác nhau cái gì. Mà nhìn sơ là Ford biết nó khác những cái khác. Nó nằm Eco mà ở Sport. Đúng không? Nó nằm ở Sport nhưng mà cái Eco đó khi nào mà giống như mình chạy mà mình thả chân ga đó. Chứ thả chân ga là nó dễ thấy chữ Eco à. Mạnh lắm á tí. Mạnh nó tí. Ngon phải không? Eo y ngon quá, qua thằng Camry ngon. Camry đợt này mình chịu nè. Quá đã. Muốn xuống xe thôi là chạy tiếp. Có chiếc Eo, có chiếc CA gà đua luôn. Mát, dễ sợ. Mát kinh khủng luôn nè, nút niết lung tung thấy không, AC nè, front đồ đủ thứ nút, có emergency nè. Vô này đi, có gì mới không, nó có việc kêu mình link với cái app này bạn. Cancel đi, cancel, do not show again đi, yes. Ok, your setting, your cái kho này coi. Cái này vehicle alert, trip information, để vô lại. Cái này là touchscreen nha bạn, mà hình touchscreen tí. Xe ta đâu có touchscreen đâu, thằng Mazda không có touchscreen tí.
anh ta làm xếp tiêu quá mà không thấy cái vậy hoài, thấy cái vậy hoài chơi với Diamond History. Xe này xăng sướng cho bạn 4 mấy 50 nha bạn, bốn mấy 47 kìa, đề 47 kìa, tí 47 tí 48 47 là đường dưới là tí chạy được 48 đường trên 47 hai viết nó vậy đó, trên lệch cho có 1 2 mao à. Tại vì ngon lành như đồng ghế rồi chưa, thấy sao tí có cảm nghĩ coi được không? Đẹp rồi, mấy xe mới rồi, đẹp rồi, xe mới ngon phải không? Tí được, test tôi đang đi xe cũ tí thì đổ qua xe mới luôn à? Xe cũ khác nhau 2-3 ngàn, 3-4 ngàn á, mà xe cũ khác nhau chỉ 5 ngàn thôi, nếu mà tiêu mua 24 cao lắm là 4 ngàn 5 ngàn, maximum 4 ngàn, mà 4 ngàn mà chiếc xe tiêu mua mấy chục ngàn mao là coi như hết warranty rồi. Này ta được 36 ngàn warranty, bấm bồ chung bấm bồ 36 ngàn warranty là tiêu mua tệ với 3 ngàn đồng chứ là thấy khác nhau 3 ngàn rồi. Hybrid nữa, thằng kia không có hybrid, mô đồ thường không có hybrid. Nhanh, xe chạy nhanh lắm á, mạnh lắm á tí, tháo rồi tí. 0 to 60 là 7 second á, not bad. 7 second lắm hả? 7 second chứ tí, có nhiều tí muốn tự blast 2 second cho tí. Vậy là dữ rồi tí. Xe sedan mà, sedan thường mà sedan mà. Xe này xe family mà tí, xe family mà. Hồi xưa mấy chiếc này chạy là 8-9 chấm không? 8 second, 9 second không chứ bây giờ là suốt 7 là ngon rồi đó tí. Ủi thì ủi đi, ủi quẹo, ủi. Ủa tí nè, đó lết bánh rồi đi chưa nè, lên nhanh một tí, những chơi một tí đó, ngon lắm được không? Mấy lần cái nhấn tháng lên nhấn một cái là 72 liền, vậy sợ muốn gì nữa tí, dính ghê không? Dính luôn, giỡn tao tự dính đi, đua chiếc GTI luôn kìa, có chiếc GTI kìa. Ngon á chứ này, ngon á. Màn hình rộng rãi to nè. Đó, mạnh không? Nhanh không? Woo, cool. Cục 80 mấy. 80 mấy luôn, 82. Dễ sợ lẹ. Em ru vào đồ đó thấy. Ngon rộng các bạn ơi, xe rộng lắm nha. Xe này rộng nè, có luôn hai cái cup holder đằng sau kìa. Rộng rãi đàng hoàng. Mở mô rút cho nó sang nè. Mẹ cũng nhìn nó sang hơn ha. Mở ra cho nó sang nè. Mở ra. Mở ra gió vô không? Gió ồn lắm. Mua xe này là phải enjoy cái mua rút chứ. Sao mà truck nó wrap á, nó wrap màu trắng á. Cái xe đó cái màu của nó là cái màu stainless steel, nó không có màu. Nó wrap vậy, nó wrap. Mà xuống xe thử đi. Đó. Rồi tôi muốn chạy xe cũ thử không? Gửi thêm 24 không? Bốn chạy thì con khác vậy đó, đúng không? Khác nhớ, này mạnh hơn nhớ. 24 thì thử muốn thử luôn hả? À, thử đi cho đi thử đằng trong ngoài rồi nhìn cái kiểu đó sao mình có hài lòng hay không thì mình chọn. Xe mới mẹ rồi. Hả? Xe mới con hả? Mình là vote cho xe mới rồi. Phò thích xe mới hả bạn ơi, xe cũ cũng được thôi không có gì hết, nhưng mà đều xe cũ nó khác nhau 2-3 ngàn, nó có đáng kể gì. Nó khác nhau 3 ngàn, thử hỏi giá coi, khác nhau 3 ngàn à? Hả, con đi coi đi, bố đi coi xe bên đây rồi, đi kiếm xe cho em mà. Hai cha con mua xe còn lúc luôn, ghê thiệt. Đi mua xe mà giống như đi mua kẹo, ghê quá. Mua kẹo khỉ đồ, nói chuyện như mắc cười quá. Hai cha con đi mua xe như mua kẹo, ghê thiệt. Đậu đi, chắc đậu vô chỗ cũ đi hả? Cũ này mình đậu đó hả? À, đậu với cái sport, cái phone kia. Vô trong sport cũ hả? Vô sport cũ đi. Nè, đi này vô này tí, để có đường vô nè. Bây giờ chạy 24 làm gì? Phóng quá à. Nếu mà thì tôi muốn thử, tôi muốn thử cái sự khác biệt của cái 24 với 25 như thế nào, sự khác biệt. Rồi 2-3 ngàn, 3-4 ngàn có đáng hay không? Cho tí thể nhìn cái design trong như ngoài có đáng hay không? Còn 24 là khác gì design? Khác, cái này là brand new mà, này redesign mà. Là hoàn toàn khác biệt hết từ trong ra ngoài. Nhưng mà 24 lấy ra với này khác nhau bao nhiêu tiền? Thì 3 ngàn là cùng, nếu mà 2 cùng SE y chang cao lắm 3 ngàn. Y chang khác nhau 3 ngàn là maximum. Nếu mà xe yêu là gần chừng 4 ngàn là max luôn. Thế nó phải hồi finance thì đủ 1 ngàn, 2 ngàn đâu là vấn đề đâu, đúng không? Không, finance max nó finance xe cũ mất các bạn. Finance xe cũ. Nó phải là cũ đâu. Cũ, nó là yêu rồi. Yêu là yêu chứ không cần không nói gì hết á. Nếu mà bạn mua xe cũ thì nó cái chấm lời 11 chấm thì nút toàn thấp hơn gì đâu. Đó. Tâm rồi cái xe đề là nó không nghe. Cái xe yêu mình mua
là cái tiền lời trước cao chấm 11 chấm, 10 chấm, 9 chấm. Còn xe mới này nó cho mình 5 chấm nè, hiện tại cho 5 chấm nè. Thấy chiếc xe đẹp quá, quay bạn xem nè. Chiếc xe này là 30, 3 mấy ngàn, 35 ngàn 400. 33 ngàn là giá start nha bạn. Rồi còn cộng thêm ngàn mấy tiền delivery với cộng thêm ngàn mấy tiền add-on nữa. Cái add-on đánh lắm tí, add-on có 1 ngàn mấy à, 1 ngàn 2 à. Đúng rồi, nó cộng có 1 ngàn mấy à. Nó cộng rất ít tiền add-on. 228 horsepower nha bạn, rất mạnh nha bạn. Hộp số 6 số nha bạn. Rất ngon là cái spoiler bự. Spoiler đã không? Dảnh lên nè. Giá xe sport mà tí. Hai cái bô kìa, hai ống tiếp bự kìa. Nice. Đẹp mà, xe đẹp mà. Ồ, wheel quá trời đẹp luôn. Man, wheel đẹp quá. Bốn chỗ nhưng mà nó nhỏ là sao lắm. Rất là nhí. Xe da lột nha các bạn. Đây, da này là rất là xịn sò nha bạn. Xe đẹp chứ hả? À, nó làm cái ghế dài xe sport đó, xe đua á. Sport mà, đua mà. Đẹp chứ sợ. Cưng. Có ba mấy ngàn mà xe được rồi bạn ơi. Chê gì nữa. Mậu mại vậy, ba mấy ngàn. Đúng rồi, ba mấy ngàn xe này xe đẹp mà. Xe này tôi chạy nhiều lắm á. Bây giờ Ford với bạn, Ford đi thử chiếc xe View 2024 nha bạn. Đó giờ 2024 nè. Tí chạy coi, tí chạy coi thấy ở ngoài sát ở trong khác đúng không? Còn giống gì nè. Ở ngoài khác ở trong khác. Đó chiếc xe này cách đây chừng vài năm ha. Còn mua cho Ford, mua cho con bạn Ford nè. Chiếc xe có 22.000 round thôi bạn. Đúng rồi tí SE tí hả? SE đúng không? À, 22.000 round. Mà bây giờ rồi 33.000. 2025 23.500 tí kiểu 23.500. Đó 23.000 thôi. Đâu đó đó. Nó sao không có nhớ mà đại khái số được cả đó. Mở AC coi. Ừ đây, nó nóng quá. Mở nhỏ xíu tí ổn tí. Nhìn đâu đây nó mát giờ. Rồi, xuống nữa. Rồi. 30.000 mau rồi nè. Nhớ 30.000 mau hả? Hôm đó mình lấy cái VIN number coi, rồi mình hỏi thử bao nhiêu tiền. 30.000 mau như là chắc mà tính ra là bằng chiếc kia nãy á. 30.000 mau là hết lăn ti rồi đúng không? Thì còn 6.000 mau đó thôi. Thì ba... 6.000 mau đó là hết cái bumper rồi. Yeah, cẩn thận tí. Số quẹo trễ vậy tí. Hả? Từ. Rồi, bây giờ mình chạy thử vòng cho bạn. Coi 24 với là 25 khác nhau gì nha. Đây design khác hẳn thấy không? Design nãy khác hẳn nè. Bạn nhớ chiếc nãy đúng không? Khác hẳn không? Ở đây không thấy cái quay lá chót hả? Đó, xe thấy rung rung hơn người tí. Chú cha, khác hẳn người tí. 30.000 mau mà mình feel khác đó bạn. Mình feel thấy nó cũ rồi đó. Mình thấy nó rung rồi đó. Nó rung rồi đó. Nhà vô sport đi, vô trang này là vô sport nè. Vậy cái đường này, đường này. Đường nào cũng được. Chạy sau xíu. Đây, giờ là chạy thử chiếc 24 cũng SC luôn bạn ơi. Đằng sau nè. Đằng sau nè cũng rộng rãi, nói chung cái size này cũng tương tự chiếc nãy thôi, nhưng mà được chiếc nãy nó nhìn nó sang hơn, mới nó sang hơn nha bạn. Màn hình nó cũng rộng hơn, màn hình này nhỏ hơn nè, màn hình này chừng 8 inch nè, 8-7 inch. Chứ thấy chiếc kia nãy hiện đại không thấy không, design hiện đại hơn đúng không? Còn gì đó ở trên càng kia cũng nhiều nút hơn, nó ít nút hơn nè, mình tiết kiệm nút nè. Kia sang hơn, 25 sang hơn bạn. 24 vẫn đẹp đó, nhưng mà 25 dĩ nhiên là sang hơn. Đẹp hôm nay là 18, 19 rồi. Ừ. Không cho qua hả? Châu thua, tăng tốc thua. Thua. Này spot chưa? Spot rồi đó, đang spot đó. Này chậm hơn kia. Chậm hơn xa. Mày. Thằng kia đó, thằng kia hybrid mày tí. Mạnh hơn chiếc này. Thằng này chỉ là xăng thôi bạn, phiên bản này xăng only thôi. Nó cũng chạy trên con đường giống dạng này bạn. Nó nói thật lòng đây, chứ nào ngon chứ nào, nếu mà chạy không đó. Chưa nói nhìn dáng là tí. Chứ ngon phải không? Còn nào có mua rút là tí. Khác nhau, tí hỏi giá thử đi, khác nhau chừng 3-4 ngàn à. Lát hỏi thử. Còn 2-2 chiếc, ok. Giá khác nhau nhiều nha tí. Rồi sau video có tiền lời của nó đó, cái tiền chấm lời của nó lụm cho mình 10 chấm, 9 chấm, thằng mới 5 chấm thôi. Cái về mua xe này nào cho tí? Nào? Thằng đó đó. Rồi. Thì bữa mua xe cho có ông bạn đó, mới mua gì rồi đó, lại không có video hả? Nhưng mà cái đưa cái kiểu mà cái giặt hàng ngọc rồi. Cũng như thương lắm, cũng như thương lắm. Thế ban cái tí nó mệt lắm, thử ban cái hàng ngọc. Từ từ tí, từ từ tí. Chạy xe một tí ào ào tí.
Cái điện mà tí. Điện gì nào, điện nào tí. Lao xe xăng điện nào nổi. Xe này còn xài chìa khóa nha bạn. Trời ơi. Này nói chiếc này như 34. 24 à? Thì nó nói nó cho mình cái giá là 34,5. Nó cho mình thôi mình chưa có trả. Là 34,5 mình chưa trả giá tí. Nó cho mình giá đó thôi. Còn mình muốn trả giá nữa thì mình phải trả giá nữa chứ. Là sao mà đâu ngưng được chỗ được bạn. Phải bào qua bào lại chứ. Xe men nó bào mình bào lại chứ. Làm sao mình để cho nó bào mình được. Hả? Xong rồi mình chạy qua. Mà tí có thấy nó rung không? Tí phiêu nó rung không? Phiêu cái wheel coi. Không bình thường. Nó rung. Tao ngồi bên nó rung mà tí, thằng kia em hẳn mà tí. Yeah. Mấy 30 ngàn mau thôi đó là thấy có sự khác biệt rồi đó. Chứ đi giỡn đâu. Chứ đi bao chứ yeah. Đi coi mấy ông cụ. Còn tính rước cụ 100 ngàn mau đó chứ. Tính mua chiếc cụ 100 ngàn mau đó tí. Chiếc 100 ngàn mau mà cụ mà nó vui thì nó chả không vui nó nghỉ rồi tí. Chỉ cần mà số mũi thêm 1 ngàn tí, sửa xe có phải rẻ rồi tí. Chứ có 3 năm quân ti là nhiều lắm á. Tha hồ mà chạy. Đâu có đáng bao nhiêu tiền đâu. Về mét điêu dân dọn, chân dọn, ừ. Thích liền. Xe này đơn giản xe kia. Ở kia có moon roof đồ dữ dội hơn. Đẹp rồi. Cái này headliner khi màu đen, headliner khi màu xám. Thích lắm rồi. Headliner màu đen ngầu hơn, xe hơn màu xám. Không, nó khác. Thì nó khác cái kiểu đó, kiểu design đó. Thì chỉ cần kiểu mới ra thôi là kiểu cũ nó sẽ thấy quê hơn chút xíu. Nhưng nó vẫn đẹp đó nhưng mà nó vẫn quê hơn. Mới lại mình làm vẫn thích hơn. Mấy người ta ra mấy năm lần để cho tí bỏ xe, đổi xe mới tí. Ôi cha, bạn thấy không? Đường xá cũng kẹt, quá giờ kẹt như kẹt. Chiếc xe này thì nó là 202 horsepower tí, chiếc xe kia là 232. Kia mạnh hơn tí. Tháng 10 horsepower đó. 30. 232 mà tí nói gì? Nó xe kia hybrid, vừa xăng vừa điện. Còn này xăng không thôi. Thằng kia nhanh hơn này. Thì hai xe đều là 2.5 hết. Bốn máy. Chiếc kia thì hybrid. Chiếc kia mạnh hơn 30 horsepower. Mà có nhiều option hơn nữa. Để coi thử cái chiếc này bao nhiêu. Mình hỏi giá thôi coi hai thằng coi sao. Khác biệt như thế nào. Rồi tí chạy là tí thấy là thằng kia bốc hơn này đúng không? Nhanh hơn này đúng không? Chứ nó chạy hai chuyến thì hai chuyến kia ngon hơn. Đấy, chứ. Nhanh hơn. Hybrid nhanh hơn. Tại đây hơn 30 horsepower mà. Với lại xăng nữa, xăng xe này là khoảng chừng 32, 30, 33, 39. Không 2, 39 cỡ đó. Còn xe kia là 47, 48. Xăng kia chạy nhiều hơn. Chạy được xa hơn. Hồi xưa kia tôi nói, hồi tôi nói hybrid tôi nói đâu biết là giống như nó hybrid nó chạy ấy quá tí, giống như nó chạy giống như đồ chơi tí. Hybrid là hồi xưa mới ra người ta sợ, bây giờ nó làm bao nhiêu năm rồi. Bây giờ nó đã giỏi về hybrid rồi tí, thằng Toyota là hybrid rất là giỏi. Chùm hybrid luôn, được cái đó. Hybrid Toyota là nổi tiếng. Mazda bây giờ phải mua công nghệ của Toyota tí, hybrid tí. Ừ, Mazda sẽ xuống như tí. Không, tại họ làm hơi hùng tí. Học qua học lại tí. Tí kiểu, tí gỡ. Người ta là mang là ta học qua học lại chứ không phải mà. Chứ giờ nếu mà không mua chứ phải là, I'm the best. Bây giờ tí mua Mazda tí chạy qua coi là Toyota liền tí hả? À, tôi thích Toyota mà. Thích Toyota mà. Cái bữa tí mua cho tôi Mazda, ta nhớ bởi ta nói đâu được mấy tháng đâu, xe tí mua chừng 5 nhiêu. À. Land Cruiser mấy rồi tí? Land Cruiser. Land Cruiser mấy đẹp không? Có đã. Thế nào? Thì những cái thoi á. Thằng nào giống thoi. Mà vô nước ra đi. Vô nước nè bạn ơi, vô nước xong vô trả giá cái nè. Nè nước nè tí, cà phê nè muốn uống, có lạnh đây nè. Nó có đồ ăn luôn, đẩy đồ ăn cho mình ăn không thấy, nó không thấy. Lifetime Powertrain warranty thêm tí. Cái mua này là tí máy móc. Engine là gì? Nè đó, những cái cover nè. Engine cover nè, cho axle nè, transmission nè, cho những cái đó, những cái lifetime á. À, thì nếu mình bị hư thì nó sửa, đụng thế này thì nó sửa mình free. Mới nói chuyện với anh bán xe thì anh đòi 34 là SE á, là model mình cái xe mình có luôn cái package là moonroof á. 38.000 mấy á, tryout đó, nó cho nó bớt mình 4.500-5.000. Nhưng mà chưa chịu bạn ơi, thì bây giờ Ford trả nó 31, trả cho anh xe mình 31.000, xe này 31.000. Thì được thì bán, không được thì tính sau nha. Mua xe là không có gấp bạn ơi. Mua thì được thì mua, không được thì mai mốt mua. Alright, what you got? What did he say? Why so quick? I'm not yet. Did you ask him yet? I'm just not yet. Chả ổng 31.
mà không xe 31 thích quá, ông kêu ông kéo 32 đi, 32 đi chưa chắc nó bán đâu, thì cứ thử đi. $5,000 yeah. discount. Yeah. Right. And then price of the car. Yeah. Plus dealer. That's sticker price. Sticker plus. Okay. Dealer had is 36. So minus 5,000 we're yeah. here. Yeah. This is tax title and license. This is the final number. Đó là 35,000 đó. Right. Yeah, way too high. 35,000 maybe. $5,000 cao 5,000 chỗ nào được ừ. Nó tiết cao 5,000 chỗ nào thì cái xe mình cái sticker mình là 36,000 mấy trăm, nãy mình coi bao nhiêu ngàn đúng không? 36,000 you know, mình nhớ xe đâu, giờ ra coi xe đó lại nè. Even the SE, they are different kind of SE. Ừ. I know. Yeah. So, this one with this very one is the cheapest SE I have. I have some SE. You had the base SE? Some 36 SE, yeah. 36, some 35 H. Yeah. Some 35.6, yeah. This is the cheapest. Yeah. SE I have is 34. Okay, so we go for 32, think about it. Nothing to so think if about. If you okay with price, give nothing me a call. Think about. Okay, bạn ơi, thì cái xe đó đó thì nó chịu discount 5,000, discount 5,000 nha bạn. Toyota mà discount 5,000 là cũng được á. Nhưng mà giá vẫn còn cao lắm tại vì nó bỏ vô nhiều thứ quá. Bây giờ Ford với lại An Ford ra coi một lần cuối là đúng cái giá là 36,000 mấy trăm tại nãy. Không chói nắng mà không nhìn rõ. Đâu ở xe nào nhớ xe nào không? Thằng này nè, em mua rớp nè tí. Đen hả? Thằng này em mua rớp nè, này màu xám cho đen gì, nó nè. Chứ này nè, tao nhớ làm chứ này nè. 36 mấy đúng không? Nhìn coi. 36 mấy đúng không? Đúng rồi, 36, đó, 36 đó, 90. Đó, chính xác là chiếc đó đó, đúng rồi đó. Là chiếc xe này 36 ngàn mấy tí. Chiếc màu này cũng đẹp. 36 mấy? 36, 8, 9, 10. Rồi quay 37 đi. Có cái này có 100 thì 37 ngàn, nó sale mình 5 ngàn là còn 32 ngàn. Cộng với thuế, cộng với tờ vô nó là 35 ngàn bạn. Sao 5,000 nha, Toyota mà sao 5,000 là dữ rồi đó. Không giỡn đâu nhưng mà vẫn còn mắc lắm. Tại nó cộng nhiều quá. Tí đọc thử tí. Đồng add-on nhiêu tí, đọc thử tí. Add-on hả? Add-on nhiêu tiền cộng thử coi. Add-on gì? Không thấy đường tối quá. Nè nhìn cái tiền add-on đi cộng dưới đây nè, dưới đây. Thấy không? Cộng hết luôn hay là tự động? Dưới đây nè, dưới đây. Cái này là 2,765 đồng. À. Rồi cái giá sàn nhiêu, ba mấy ngàn? 31,000 mấy? 30,700. 30,700 rồi nó cộng gì ra số này? Không thấy rõ. Nó là 2,765 đó. Rồi cái gì nữa? Sau ra thì số cuối 36 ngàn dữ vậy? Cộng tiền delivery nữa. Delivery nữa. Là nhiêu? Là cộng 36,809. Bây giờ Ford tính chính xác luôn là nó add on 4,000 nữa bạn. 2,700 đồng là từ cái nhà máy của Toyota cộng thêm 1,900. Cho anh ra giờ nó đóng rồi bây giờ. Cộng thêm 1,900 đồng của cái dealer này nữa là 4,500 tiền add on. Thì họ discount là 5,000 nhưng mà thực sự 5,000 thì được có 500 cộng với lại 4,000 mấy. Mà 4,000 mấy đó thì add-on 4 mấy thì mình cao lắm chừng 1,500 bạn. Đại khái là add-on nhiều quá. Bây giờ for trả 32,000 thì được thì gọi, không được thì thôi. Bây giờ for với là bạn for đi về rồi. Ok các bạn ơi, thì chiếc xe họ đòi giá là 34,500. For trả 32,000 thì họ nói không được thì ok for chờ. Thì vì chiếc xe này nó sạc chừng 31,000 các bạn. Thì họ cộng đủ thứ là 37, tại cái tiền add-on còn 4,500 rồi. Con thấy giá này mắc quá thì có nói lại anh bạn seven là 32,000 thì gọi cho biết thì 32,000 thì mua, còn 34,000 thì 34,000 giá cao quá. Ok, for hy vọng là anh bạn sẽ gọi for vài ngày nữa, bạn mua xe phải chờ đợi xuống nha bạn. Cảm ơn bạn xem video nha, bye các bạn.